Xin chào các bạn, Anh Quốc là đất nước sở hữu nền giáo dục lâu đời, xuyên suốt qua từng năm tháng, là cái nôi của những thiên tài thế giới như Isaac Newton, Charles Darwin và Stephen Hawking v.v. Và đó là một trong những lý do mà học sinh, sinh viên luôn chọn nước Anh là điểm đến du học, là nơi chắp cánh cho ước mơ thành đạt của mình. Và một trong những trường đại học của Anh Quốc được nhiều bạn du học sinh quốc tế lựa chọn nhất chính là Đại học Sunderland. Sunderland là một trong những trường đại học lớn và có uy tín bậc nhất nước Anh, với nhiều ngành học phong phú đa dạng, cùng đội ngũ giảng viên rất nhiệt tình, có nhiều năm kinh nghiệm. Trường được đánh giá rất cao về chất lượng giảng dạy, đặc biệt là trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, lịch sử và các môn xã hội. Hiện nay thì trường có khoảng 16.600 sinh viên và 450 nhân viên. Kiều Anh sẽ được chia sẻ với quý phụ huynh cùng các bạn học sinh những ưu điểm khi chọn du học Anh Quốc cùng trường Sunderland University. Đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông loại khá giỏi tại Việt Nam và có tiếng Anh tốt thì bạn sẽ không cần phải học qua khóa dự bị đại học mà sẽ được trực tiếp vào học năm nhất đại học. Tiếp theo là cơ hội học tập tại thành phố công nghệ với rất nhiều tập đoàn sản xuất lớn như Nissan của Nhật Bản, Nike hoặc là Royal and Sun Alliance v.v. và sẽ mang lại rất nhiều cơ hội thực tập cũng như là việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Sunderland tọa lạc tại thành phố cổ kính với chi phí sinh hoạt thấp cũng như con người nơi đây rất thân thiện. Và ngoài ra thì sinh viên sẽ được hỗ trợ tiếng Anh ở mọi cấp độ học trong suốt khóa học tại trường. Mức học phí của trường cũng là một ưu điểm để sinh viên cân đối chi phí hơn khi du học tại nước Anh. Đặc biệt thì sinh viên chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin sẽ được lựa chọn đa dạng các chuyên ngành hẹp và cơ hội học hai chuyên ngành trong cùng một khóa học. Những ngành đào tạo chính của Đại học Sunderland gồm có truyền thông, thiết kế, nghệ thuật, kinh tế, luật, giáo dục, môi trường, công nghệ thông tin, du lịch và y tế. Và đã được hỗ trợ các thủ tục hồ sơ du học, điều kiện nhập học khi du học Anh Quốc trường Đại học Sunderland. Các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ sau. Công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Hoặc có thể gọi ngay cho chúng tôi đến số điện thoại 0838484879. Và xin lưu ý rằng Tân Đại Dương chỉ có 3 chi nhánh ở Hồ Chí Minh và Nha Trang, không có chi nhánh nào ở Hà Nội các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.